học Logistics Supply Chain ra trường làm việc gì. Đó không chỉ là mối quan tâm của các thầy cô giáo đang ở trên đại học, của các bạn sinh viên đang theo học mảng ngành 751, 0605, mà còn của các bạn đang có mong muốn chọn lựa Logistics Supply Chain là công việc sự nghiệp của mình. Với kinh nghiệm hơn 10 năm tại các đơn vị như Procter & Gamble, Gemadep Logistics, UNI Logistics và một số đơn vị khác có liên quan, hôm nay khi thay mặt cho Logidemy xin phép chia sẻ cùng với các bạn về chủ đề này. Nói về Logistics thì chúng ta phải nói về hàng hóa. Trong cái bài trình bày này, Kim xin phép được chọn một cái doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới về hàng tiêu dùng chăm sóc gia đình, đó là công ty Procter & Gamble, viết tắt là P&G. Và các thương hiệu của P&G thì chúng ta đã quá quen thuộc, ví dụ như là dầu gội đầu Rejoice, dầu gội đầu Pantene, kem dưỡng da Olay, bàn chải đánh răng Oral-B, dao cạo râu Gillette, bột giặt tay hay nước giặt Ariel, vân vân và vân vân. Về luồng hàng của công ty Procter & Gamble, khi xin được bắt đầu, luồng hàng đến từ các nhà cung cấp. Nhà cung cấp ở đây được hiểu rằng là các nhà cung cấp về nguyên vật liệu sản xuất, bao bì, các loại máy móc, thiết bị và spare parts. Và như vậy chúng ta tạo chia cái luồng nhà cung cấp ra làm nhà cung cấp trong nước và nhà cung cấp ở nước ngoài. Sự khác biệt giữa hai luồng này là đối với các nhà cung cấp nước ngoài thì sẽ có phát sinh cái nghiệp vụ xuất nhập khẩu ở đây. Sau khi vật tư được tập kết về nhà máy thì sẽ được sản xuất, và sau đó thành phẩm được đưa về các trung tâm phân phối. Ở Việt Nam, Procter & Gamble hiện có hai trung tâm phân phối ở hai đầu của đất nước là tại Bình Dương và tại Bắc Ninh. Sau đó, từ các trung tâm phân phối, hàng hóa được bán cho các khách hàng trực tiếp. Ở đây được chia ra làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là các nhà phân phối truyền thống, chúng ta hay gọi là các nhà phân phối cấp 1. Ví dụ như là Mesa, Phú Thái, Đắc Hưng, tên các nhà phân phối. Tiếp theo đó là các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, các hệ thống nhà hàng khách sạn, căng tin trường học, các nhà máy, v.v. Và nhóm khách hàng thứ ba là một nhóm khách hàng đang nổi lên gần đây, đó là các khách hàng trên kênh thương mại điện tử. Ví dụ như Procter & Gamble cũng có các cái mall chính hãng ở trên Shopee, trên Lazada, trên các sàn thương mại điện tử để phục vụ một cách tiện lợi cho người tiêu dùng. Và chúng ta thấy ở vai trò người tiêu dùng, như Kim và các bạn, chúng ta có thể đến các cửa hàng tạp hóa, chúng ta có thể ra chợ, chúng ta có thể vào siêu thị, hay chúng ta lướt các cái app mua hàng trên các sàn thương mại điện tử để chúng ta mua sản phẩm của công ty. Như vậy, với cái luồng này chúng ta thấy có hai nhóm đối tượng. Nhóm thứ nhất đó là các cái đối tượng tỉnh, ví dụ như nhà cung cấp, ví dụ như nhà máy, ví dụ như trung tâm phân phối hay các cái điểm bán lẻ, đó là các điểm tỉnh. Và thứ hai là luồng. Luồng là có sự dịch chuyển từ điểm đầu đến điểm đích. Ví dụ ở đây là từ nhà cung cấp nước ngoài, chúng ta chuyển cả nguyên vật liệu về nhà máy, hoặc từ nhà máy đến trung tâm phân phối. Luồng và các cái điểm trong cái chuỗi cung ứng này quyết định là có bao nhiêu loại nghiệp vụ, và từ cái nghiệp vụ cụ thể thì sẽ có những công việc gì. Khi đã hiểu cái luồng tổng quan thì Kim xin phép đi sâu vào phân loại các nghiệp vụ. Ở đây chúng ta có 5 cái nhóm nghiệp vụ được bóc tách ra để dễ hình dung. Nhóm thứ nhất là các hoạt động liên quan đến vận tải, dịch chuyển của hàng hóa. Nghiệp vụ này có thể liên quan đến vận tải về tàu biển,
xe tải, vận tải bằng đường hàng không, vận tải bằng xe lửa. Luồng nghiệp vụ thứ hai là liên quan tới kho. Kho được hiểu là một cái không gian lưu trữ, nó có thể là trong nhà máy, nó có thể là trong trung tâm phân phối, nó có thể là trong các cái nhà cung cấp, các cái siêu thị, các cửa hàng bán lẻ, thì các nhà bán hàng thương mại điện tử đều cần một cái nơi lưu trữ hàng hóa. Các nhiệm vụ đó chúng ta gọi là liên quan đến công tác kho. Nhóm nhiệm vụ thứ ba thì liên quan đến nhiệm vụ xuất nhập khẩu, và một cái từ chúng ta rất hay quen đó là forwarder. Thì công tác trong cái nhóm này chủ yếu liên quan đến nghiệp vụ thủ tục hải quan, các nghiệp vụ về chứng từ xuất nhập khẩu, nghiệp vụ về pricing, tức là giá sử dụng các cái dịch vụ của nhà vận tải như là tàu biển, như là các hãng hàng không. Rồi, nhóm nhiệm vụ số 4 là nhóm công tác liên quan đến hoạch định. Đây là một trong những công việc thuộc loại khó và đòi hỏi rất nhiều cái chất xám. Thì mình xin liệt kê, chúng ta có thêm luôn mà luôn luôn của một cái nhà máy sản xuất, đó là các anh chị làm về kế hoạch vật tư, các anh chị làm về kế hoạch sản xuất, các anh chị liên quan đến kế hoạch phân phối hàng hóa, và các anh chị liên quan đến kế hoạch bán hàng. Và cái luồng thứ năm đó là luồng gọi là cung ứng, thì nó liên quan đến các nghiệp vụ như là mua hàng, phát triển đối tác hay quản lý chất lượng. Đây là những thuật ngữ có thể ít được nhắc trên các phương tiện truyền thông. Thì ở góc độ của một cái doanh nghiệp sản xuất như P&G thì họ phải có những cái nghiệp vụ này để giúp cho cái chuỗi cung ứng nó được vận hành hiệu quả. Đi vào nhóm nghiệp vụ thứ nhất là các công việc liên quan đến vận tải. Câu hỏi là sinh viên đại học mới ra trường thì làm được gì? Thì chắc chắn các bạn sẽ rất ít người có bằng lái xe tải, đúng không? Các bạn cũng không thể có năng lực để đi làm bốc xếp hay phụ xe, đúng không? Thì đây là ba công việc thường thấy. Công việc thứ nhất là điều phối vận tải, công việc thứ hai là dịch vụ khách hàng, và công việc thứ ba là quản lý dự án vận tải. Thì xin giải thích sơ lược. Điều phối vận tải nghĩa là gì? Chúng ta là hình dung chúng ta là một cái công ty quản lý một cái đội xe 10 tới vài trăm chiếc, và mỗi ngày chúng ta nhận được một cái kế hoạch là hôm nay cần giao bao nhiêu đơn hàng đến những cái điểm nào và trong những cái khoảng thời gian quy định ra sao. Và với cái giới hạn là chúng ta, ví dụ chúng ta đội xe chúng ta chỉ có 100 chiếc chẳng hạn, thì cái người điều phối này người ta sẽ phải sắp xếp đơn hàng nào bỏ vào chiếc xe nào, và chiếc xe đó thì đi theo cái lộ trình nào để có thể hoàn tất được đơn hàng. Đấy gọi là công tác về điều phối vận tải. Công việc thứ hai là công việc liên quan đến dịch vụ khách hàng. Vì sao cần? Bởi vì cái công việc vận tải nó liên quan đến việc giám sát toàn bộ các hoạt động giao hàng. Thế thì khách hàng sẽ có rất nhiều cái câu hỏi: hàng của tôi đang ở đâu, khi nào đến, bao giờ giao cái đơn tiếp theo, có vấn đề gì không, có sự cố gì không. Thì cần một cái bạn đầu mối thông tin để có thể hỗ trợ khách hàng nắm bắt được thông tin kịp thời. Bạn này cũng sẽ tổng hợp các chứng từ hóa đơn giao hàng này, các chứng từ yêu cầu giao này, và tổng hợp ra bảng kê chi phí để báo cho khách hàng về cái kết quả chạy vận tải. Thế thì đây là những cái nghiệp vụ mà chúng ta thấy là sinh viên đại học ra trường có thể theo đuổi và làm tốt. Còn cái công việc thứ ba là quản lý một cái dự án vận tải. Công việc này khó hơn và đòi hỏi bạn biết cả hai kỹ năng số 1 và số 2 nói trên. Thì cái bài toán đặt ra ví dụ như là bạn là một công ty vận tải chẳng hạn như là nhà vận tải Thành An. Thế thì bạn có trúng thầu của một cái khách hàng lớn, ví dụ là khách hàng ABC, thì cái anh quản lý vận tải thì anh phải làm việc với rất nhiều bên liên quan, từ phía khách hàng, từ phía kho hàng của khách hàng, điều phối trong các anh chị tài xế này, các cái bạn điều phối vận tải, các bạn dịch vụ khách hàng, để tổ chức cho cái quá trình nó diễn ra một cách xuyên suốt, trơn tru, liền mạch.
giải quyết các cái sự cố phát sinh trong cái quá trình vận hành. Thì đó là cái hoạt động liên đến quan đến quản lý một cái dự án vận tải. Thông thường khi chúng ta chưa có kinh nghiệm, chúng ta có thể làm ở vị trí điều phối dự án. Khi chúng ta đã có kinh nghiệm nhiều, chúng ta có thể lên cấp, chúng ta làm quản lý dự án. Thì đó là những công việc liên quan đến vận tải mà bạn có thể tham khảo. Nhóm nghiệp vụ thứ hai liên quan đến kho vận. Đây là nhóm mình có được nhiều cái trải nghiệm nhất. Thì ở đây chúng ta có bốn cái nhóm công việc. Thứ nhất đó là nhóm thủ kho, làm việc ở hiện trường. Thứ hai là các bạn điều phối. Thứ ba là quản lý kho. Và thứ tư là QHSE, là viết tắt của Quality, Health, Safety and Environment, có nghĩa là liên quan đến chất lượng, sức khỏe, an toàn và môi trường. Thế thì trong bốn công việc này, Kim xin được giải thích vắn tắt như sau. Thủ kho là cái bạn chịu trách nhiệm quản lý hàng hóa ở phía hiện trường. Thế thì khi mà các bạn đi làm công tác liên quan đến kho, sẽ có một người đứng để điều phối hoạt động của các bạn mà làm ở hiện trường kho, bao gồm thứ nhất là các bạn làm về công tác bốc xếp hàng hóa, thứ hai là các bạn lái xe nâng để di chuyển hàng hóa, thứ ba là các bạn đi soạn hàng, chúng ta hay gọi là picker, là người đi lấy hàng hóa để phục vụ cho chuyện xuất hàng. Thế thì cái bạn thủ kho này sẽ phải giao tiếp với các cái bạn ở nơi hiện trường, đảm bảo cho cái kế hoạch nhập hàng hay xuất hàng nó được trơn tru, chính xác, liền mạch, hiệu quả. Công việc thứ hai đó chính là điều phối chứng từ. Thế thì trong kho hàng chúng ta đều biết rằng là việc nhập hay xuất nó phải có thông tin đầy đủ, nó phải có kế hoạch. Thì cái bạn này thường là bạn sẽ làm việc ở trên máy tính và bạn sẽ nhận các cái yêu cầu về nhập kho, các yêu cầu xuất kho, bạn sẽ sắp thứ tự ưu tiên và bạn chuyển thông tin nó cho bạn thủ kho ở hiện trường đã thực hiện kế hoạch. Khi thủ kho thực hiện xong sẽ báo cho bạn điều phối để cập nhật thông tin lên. Đấy là cái công việc thứ hai. Công việc thứ ba thì là quản lý của bạn số 1 và số 2, có nghĩa là warehouse supervisor hoặc warehouse manager, có nghĩa là bạn sẽ phải điều phối, tổ chức hướng dẫn cho bạn thủ kho ở hiện trường và cả bạn điều phối. Chúng ta hình dung một cái kho có thể có 20, 30 cửa kho và đồng thời cùng một lúc sẽ có rất nhiều thủ kho, có nhiều bạn điều phối, thì cái người warehouse manager phải bao quát được hết toàn bộ hoạt động, cân đối với nguồn lực để làm sao nó cái hoạt động trong kho nó được tối ưu nhất. Công việc thứ tư, thường các cái kho lớn sẽ rất quan tâm, nhất là trong trường hợp của Procter & Gamble, họ đánh giá, họ đưa ra những cái tiêu chuẩn vận hành rất là cao, thì phải có một cái chuyên viên chuyên trách để lo cho cái công việc này. Thì anh này anh sẽ lo từ quality này, các vấn đề về an toàn này, các vấn đề về sức khỏe con người này, và các cái vấn đề liên quan đến tác động môi trường. Thì chủ yếu là họ xây dựng ra các cái tiêu chuẩn, hướng dẫn triển khai, giám sát, đánh giá cái quá trình thực hiện. Thì đó là các cái công việc mà sinh viên tốt nghiệp đại học có thể đảm nhiệm. Nhóm nghiệp vụ thứ ba là liên quan đến xuất nhập khẩu, forwarding. Thì trong nhóm nghiệp vụ này chúng ta sẽ nghe rất quen, bởi vì có rất nhiều cái các bạn đang làm ở trong cái nghiệp vụ này. Thứ nhất là nghiệp vụ liên quan đến thủ tục hải quan, mở tờ khai, thanh lý tờ khai, chuyển tờ khai. Nhóm nghiệp vụ thứ hai là các bạn làm thủ tục về chứng từ, thì các bạn cần nắm các cái hồ sơ của một cái bộ chứng từ của hàng hóa lưu thông, ví dụ như bill, packing list, CO, invoice, contract, vân vân, để làm sao các bạn đủ thủ tục thông quan lô hàng. Nhóm thứ ba là nhóm pricing, chúng ta gọi là pricing, nghĩa là các bạn này làm việc trực tiếp với các cái chúng ta hay gọi là carrier, là các hãng tàu, các cái hãng hàng không như là airline, để chúng ta lấy cái giá. Và vì cái tính chất của nó là số lượng các cái hãng thì ít và giá thì được cấp theo từng khách hàng, độ thân thiết khác nhau, và cái nghiệp vụ này đòi hỏi cái độ bảo mật cao,
Cho nên thường pricing là một cái công việc khó và bảo mật và thường giao cho những người có kinh nghiệm và được tin cậy. Thế nên là các bạn nào có hứng thú về lĩnh vực này thì cần có sự chuẩn bị trước và chứng minh được không chỉ về năng lực mà còn là sự tin tưởng. Và nhóm công việc thứ tư chúng ta hay gọi là điều phối hiện trường, tiếng Anh là OPS, là các bạn ở hiện trường, ví dụ ở cảng, ở hải quan, liên quan tới mở tờ khai, liên quan tới kiểm hóa, điều phối xe ra vào cảng, ra vào kho này. Thì các bạn OPS này giúp cho cái hoạt cái hàng hóa ở của cái chuyến hàng được lưu thông một cách liền mạch và xử lý tất cả những cái phát sinh hoặc cập nhật kịp thời những cái vấn đề trong cái quá trình vận hành. Thì trong bốn cái công việc này, công việc pricing là công việc thường xuyên ngồi văn phòng và là công việc như mình nói có tương đối kén người. Các công việc còn lại thì các bạn cần trang bị kỹ năng để các bạn có thể tiếp cận được công việc tốt hơn. Và nhóm công việc thứ tư là nhóm công việc liên quan đến hoạch định. Đây có thể nói là cái công việc rất đặc biệt bởi vì nó là một cái nơi đầu mối thông tin, giao tiếp với hầu hết tất cả các cái đơn vị có liên quan trong cái chuỗi cung ứng, từ nhà cung cấp này, là ông liên quan đến các vật tư này, đến các cái bạn làm ở khâu vận hành máy. Họ sẽ biết line nào, công suất ra sao, quy trình sản xuất như thế nào, lead time từng công đoạn ra sao, lịch bảo trì như thế nào. Đây là cái nhiệm vụ của bạn làm quá sản xuất. Thứ ba là các bạn phân phối, là chúng ta điều phối hàng đi đâu, dựa vào kế hoạch nó như thế nào, phân bổ hàng ở các cái trung tâm phân phối ra sao. Tiếng Anh nó gọi là DRP, Distribution Replenishment Planning. Và cái nhóm thứ tư là nhóm kế hoạch bán hàng, hay còn gọi là Market Planning. Thì ở Procter & Gamble chúng ta sẽ quen với cái thuật ngữ là S&OP, là Sales and Operation Planning, có nghĩa là một cái kế hoạch thỏa thuận giữa bộ phận bán hàng với bộ phận cung ứng để làm sao cái việc mà chúng ta dự kiến bán ví dụ được 100 tấn hàng thì sản xuất nó phải đáp ứng được cái con số đó. Bán hàng đặt ra bán những món hàng ABC thì cung ứng sẽ cung ứng ABC, chứ không phải là không có ABC mà là dư ra DEF thì nó không có khớp nhau. Và tất cả các bạn làm về kế hoạch sản xuất đều liên thông với nhau thành một cái chuỗi. Và thường cái bộ phận planning này thì báo cáo trực tiếp cho supply chain director. Đây là các công việc nó cũng rất ưa chuộng những bạn sinh viên trẻ mới ra trường, fresh, chịu học hỏi, chịu được áp lực, rất quen với các con số. Thì đó là cái lợi thế để các bạn quan tâm. Và cái nhóm công việc thứ năm là nhóm công việc liên quan đến cung ứng hàng hóa. Ở đây thì Kim xin giới thiệu ba cái công việc. Công việc thứ nhất đó là mua hàng, tiếng Anh nó gọi là procurement hoặc là purchasing. Nhóm công việc thứ hai là liên quan đến phát triển cái nhà cung ứng, tiếng Anh nó là material supply management. Và nhóm thứ ba là liên quan tới quản lý chất lượng. Thế cái nhóm thứ nhất là làm gì? Nhóm thứ nhất là họ sẽ đi tìm kiếm các cái nhà cung ứng phù hợp, họ sẽ đánh giá, so sánh và họ thương lượng các cái điều khoản và giá trong việc cung ứng hàng hóa. Thế thì đây là một cái công việc cũng rất áp lực bởi vì cái chỉ tiêu của họ đó là làm sao giảm chi phí. Mỗi năm bạn phải giảm chi phí mua vật liệu xuống để có thể phục vụ cho cái hoạt động sản xuất. Cho nên đó là một cái hành trình nó cũng rất là áp lực. Thế nhóm công việc thứ hai là liên quan đến phát triển đối tác. Vì sao phải có vị trí này? Là bởi vì các cái nhà cung cấp họ có thể năng lực họ chỉ ở mức như vậy, nhưng mà Procter & Gamble sẽ kỳ vọng họ ở đây, hoặc theo thời gian thì họ phải ở đây. Như vậy phải có ai đó hỗ trợ họ đặt ra các cái kế hoạch để nâng cấp cái năng lực của họ lên. Thì cái bộ phận MSM này họ sẽ có trách nhiệm làm việc kết nối thường xuyên, hỗ trợ về tư vấn cho các nhà cung cấp để họ nâng cấp dần dần cái năng lực vận hành của mình lên theo thời gian. Thì đó là một cái công việc cũng rất là thú vị mà có thể các bạn ít nghe trên thị trường.
Và nhóm việc công việc thứ ba là nhóm công việc liên quan đến quản lý chất lượng. Thế thì QA, Quality Assurance, là một trong những cái cấu phần rất quan trọng của tất cả các cái nhà máy và phân phối luôn. Thế thì cái công việc QA nó không, thường thường nó sẽ tuyển các cái bạn sinh viên mới ra trường, fresh, máu lửa, ham học hỏi, để được tiếp thu cái kinh nghiệm và sẽ tổ chức từ cái khâu là thiết kế, xây dựng nên các cái tiêu chuẩn, giám sát cái quá trình triển khai, tư vấn cái việc nâng cấp cái tiêu chuẩn chất lượng lên. Thì quản lý chất lượng cũng là một công việc thú vị mà các bạn học về logistics và supply chain có thể đảm nhiệm. Như vậy thì mình đã điểm qua các cái công việc cụ thể. Thì dựa trên các cái keyword mà mình đã nêu thì các bạn có thể tìm nguồn công việc ở trên các cái trang như là VietnamWorks, như là Top CV, như là Career Builder. Thì ở trên đó nó có mô tả rất rõ ràng các cái tiêu chuẩn công việc, các cái kỹ năng cần thiết. Và như vậy, nếu chúng ta có định hướng từ trước, chúng ta sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn. Bởi vì nếu như mà giữa các ứng viên chúng ta cùng nộp một cái hồ sơ như nhau thì bạn nào có sự chuẩn bị tốt hơn, ví dụ có học luôn chứng chỉ mùa hè, đã có kinh nghiệm về phần mềm quản lý mùa hè, ví dụ của APE Touch, hay biết dùng phần mềm Warehouse Management, hay biết dùng phần mềm Transportation Management của TK Solution chẳng hạn, thì đó là những cái lợi thế để cho các bạn có được một cái công việc tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mong các bạn có sự chuẩn bị thật tốt để có được những cơ hội việc làm tốt, có khởi đầu sự nghiệp và gắn bó lâu dài với nghề. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại khi trong buổi sáng từ Logi TV.